Mến chào quý cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Thì dự kiến Thúy An em xin giới thiệu đến tất cả một cô chú anh chị gần xa ha, một số cây bonsai như me, linh sam, mai chiếu thủy và bằng lăng rừng nha cô chú anh chị. Mã số 1F em giao lưu là đây là cây me chua miền Tây. Thân lớn và cốt cành hiện tại cũng có đầy đủ hết rồi ha. Chiều cao em báo chuẩn là 42. Đây, tán tổng này là 63. Me này hiện tại đã từng có trái rồi nha cô chú bác anh chị. Sẽ gặp tình trạng vàng và rụng lá ha. 1F nha. Em đo cái hoành thân nha. Hoành thân như thế này là 23. Cây rất là già và thân quái nha cô chú bác anh chị. Mã số 1F em giao lưu với giá là 1.400.000 đồng, không bao gồm chậu nha. Gửi tới nơi thì cô chú bác anh chị mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Rồi xuống cây. Mã số 2F cũng là me chua miền Tây và đồng giá là 1.400.000 đồng nha. Em đo chiều cao như thế này là 39. Tổng tán dài nhất em đo là 62. Cái này do quay YouTube thời lượng có hạn cho nên có nào chỗ nào không rõ thì cô chú anh chị mình liên hệ Zalo em chụp hình gửi lại ha. Me chua miền Tây. Em đo cái thân tại đây đi ha, thân dưới thì lớn hơn nha. 17. Còn cái chỗ ngoéo như thế này là 38. Đó, thân khá là quái nha cô bác anh chị. Mã số 2F em giao lưu cũng với giá là 1.400.000 đồng, ship tận nơi ha. Khoa, 1.400.000 đồng, me chua miền Tây, không bao gồm chậu nha. Mã số 2F đây là dòng linh sam trắng phớt hồng, dòng này có thể ghép nha cô chú bác anh chị. Mã số 3, chiều cao cây là 53. Tổng tán dài nhất của cây em đo là 65. Dòng này cốt lớn ha, chi cành cũng lớn nha. Thân này khá là duyên. Ở đây em đo là 18 hoành. Ở dưới đế này là 25. Đế đều 24 giờ nha cô chú bác anh chị. Củ đế nở ha. Em ship tận nơi, cây này có giá là 1.400.000 đồng, mã số 3F. Rồi, linh sam trắng phớt hồng. Cây phớt hồng mã số 4F. Rất là già cây ha. Chiều cao cây như thế này là 50. Hiện tại cây này đang cho nụ nha. Tổng cái tán như thế này em đo dài nhất là 88. Linh sam trắng phớt hồng, rộng là 53. Hiện tại cây đang cho nụ nha. Nào, bên đây có một cái hoa trắng phớt hồng. Đó. Em đo cái thân trên đây đi ha. 24. Thân lớn là nằm ở chỗ này nha cô chú bác anh chị. Đó, thân lớn nó sẽ như thế này. Cây đế đẹp ha cô chú bác anh chị. Mà số 4F giá giao lưu là 1.500.000 đồng, em ship đến tận nơi, trắng phớt hồng. Dáng bay ha. Rồi. Cây này cũng là trắng phớt hồng, giá cũng là 1.500.000 đồng. Tổng tán dài em đo là 90. Rộng của cây em đo chuẩn là 45. Hiện tại cây đang cho hoa lai rai hết rồi nha. Cây khá là đẹp ha. Giá em cũng bao sắc sát hết trơn rồi nha cô chú bác anh chị. Rồi, thân cây thì xoắn khá đẹp. Như thế này em đo là 28 hoành. Cây già cho nên tình trạng chóc da ha, đó là điều tự nhiên thôi nha. Mã số 5F. Giá giao lưu là 1.500.000 đồng luôn nha.
Hiện tại cây này thì ghim thì không ghim nha, nhưng mà đa số là trắng phớt hồng, nó có xen như một hai cái nhánh tím thôi. Đao điểm mà số 6 ép cây giáng long ha. Chiều cao cây em báo là 39. Tổng tán như thế này em đo là 40. Dòng này ít gai và hoa nở rộ màu tím than đậm nha cô chú bác anh chị. Thì tình trạng cây như thế này khi vận chuyển về đến nhà mình á, thì cây nó sẽ hỗ trợ cho hoa và lọc non luôn ha. Trên đây em đo cho cô chú bác anh chị mình tham khảo là 17. Ở dưới thì để lớn hơn nha. Đó, để đẹp nha. Về mình khai thác thêm khi sang chậu ha. Mà số 6 ép em giao lưu với giá là 700.000 đồng em ship đến tận nơi. Hai cây thì bên em sẽ giảm là 100.000 đồng cho cô chú bác anh chị mình gần xa nha. Cây đao điểm mà số 7 ép. Chiều cao cây em báo như thế này là 37. Tổng tán ngang như thế này em đo là 44. Cây sẽ gặp tình trạng vàng và rụng lá khi vận chuyển nha, em báo trước trên YouTube ha, công khai toàn bộ nha. Thì có gì nhận hàng thì cho cô chú bác anh chị mình khỏi có lo lắng nha. Như thế này em đo 16 hoành. Cây nào cũng có đế khá là đẹp nha. Rồi em giao lưu với giá là 700.000 đồng em ship đến tận nơi. Tất cả em đều bao phí ship và vận chuyển hàng toàn quốc nha. Cây đao điểm mà số 8 ép. Chiều cao cây em báo là 40. Kích thước là em đo chỗ lớn nhất nha cô chú bác anh chị. Tán ngang như thế này là 40 luôn ha. Cốt cành của cây lớn ha, và hiện tại cây rất là khỏe. Như thế này em đo ha. Trên eo này là 15. Dưới đế nở này là 23. Hiện tại cây này mình về sang chậu thì cắt bỏ bầu bớt giúp em ha. Thì trong thời gian cắt bỏ bầu sang chậu đó thì cây sẽ gặp vàng lá, tình trạng ha, tình trạng vàng lá nha. Để ông mát giùm em ha, đừng để nắng nha. 8 ép giao lưu với giá là 700.000 đồng luôn nha cô chú bác anh chị. Và số 9 ép là dòng mai chiếu thủy trung nu, cái này nguyên thủy không ghép nha. 650.000 đồng cây này ha. Chiều cao cây em báo là 68, ba thân tam tài. 50 là tổng tán ngang. Hiện tại cây này á, thì lô này á, thì đang ôm nụ khá là nhiều ha. Trung nu. Cái này ghim nha. Tổng 3 thân như thế này là 31. Một thân đại diện em đo lớn nhất ha là 15, 14 đi ha. Cái này em báo giá 650.000 đồng em ship đến tận nơi nha. Những hàng như thế này thì tụi em đóng cái thùng xốp đi cho cô chú bác anh chị mình ha, cây nó an toàn hơn. 650.000 đồng. Giao lưu qua số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cũng là số Zalo em luôn ha. Rồi cây mã số 10 ép. Cũng là dòng mai chiếu thủy trung nu. Chiều cao cây là 69. Tổng tán ngang cây là 53. Mai chiếu thủy trung nu 10F. Tổng như thế này em đo là 24. Tương đương như thế này khoảng 12 hoành một cây nha. Đây 13 hoành 10F. 650.000 đồng em ship tận nơi nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 ha. Rồi cũng đồng giá là 650.000 đồng nha cô chú bác anh chị. Chiều cao cây như thế này em báo là 63. Tổng tán ngang em đo ha 58. 11F. Lưu ý nhớ mã giùm em để tránh gửi sai cây nha. 11F. Rồi em đo một cái thân đại diện như thế này cho chú bác anh chị mình tham khảo. Tại đây là 15 hoành. Em đo luôn cả nu nha. Rồi cây này cũng giá 650.000 đồng. Em bao phí ship hết rồi đó nha cô chú bác anh chị mình. Chỉ cần nhận cây thanh toán đúng số tiền thỏa thuận với shop thôi nha. Mười hai ép cũng 650.000 đồng luôn đi ha. Cái này thân lớn nha. Chiều cao cây em báo là 67. Tổng tán ngang em đo là 50.
Hiện tại khi đi á, nhánh này nó mang dây kẽm, em sợ nó trỗi ra nó sẽ bị gãy ha. Em ép vô tí xíu nha. Đó, cây hiện tại đang ôm nụ ha. Hoa mai chiếu thủy này thì cũng có cái mùi thơm nhẹ nha. Rồi, một thân chính chủ đại diện tại vị trí này là 18 hoành. Đó, thân nụ lớn như thế này chú bác anh chị. Đó, rồi 650.000 đồng em bao ship tận nơi. Do giá sát cho nên tụi em không có giảm được nhiều cho mình ha, nên mình thông cảm giúp em nha. Cây cụm rừng mã số 13F. Chiều cao cây em báo ha, 52. Cái này em báo giá cũng 650.000 đồng luôn đi nha. Tán như thế này là 60. Mười ba F hai bốn sáu bảy thân nha. Em đo tổng cụm luôn đi ha cô chú bác anh chị. Tổng cụm toàn bộ như thế này là 40 đi nha. 44 em trừ hao khoảng 40. Em gửi hàng toàn quốc, bao phí ship là 650.000 đồng ha. 13 F. 14 F. Cụm rừng này tròn đều ha. 2 4 6 thân nha. Chiều cao cây em báo là 57. Tổng tán như thế này em đo là 57 luôn nha. Đó, cây hiện tại là ôm nụ rất là nhiều ha. Nếu hết đợt này thì cô chú bác anh chị mình tiến hành để lại đợt khác ha. Nó không có theo mùa gì hết nha. Còn cái này thân này nó rời rạc quá nè. Em đo một cái thân chính trụ đại diện ha. Rồi một hồi em đo ôm cụm theo thêm nha. Rồi 10 nha. Em ôm tổng cụm luôn ha. Ôm tổng cụm như thế này là 65. 14 mét. Rồi cụm này em giao lưu với giá là 700.000 đồng bao trọn bộ phí ship. Bầu này thì ước lượng của chú bác anh chị mình về sang chậu 4 lọt lòng giúp em nha. Rồi, cây mã số 15F. Cây này giá 650.000 đồng. Chiều cao cây nha. Chiều cao cây em báo là 70. Tán em đo là 55. Cây đang làm nụ hết trơn luôn ha. Về thì mình tiến hành gỡ bỏ bầu cũng được. Tại vì hiện tại bây giờ mình chăm cây nó cũng vừa kịp Tết luôn ha. Tổng hai thân đang xen nhau như thế này là 24. 15F. Tất cả em đều bao phí ship nha. Thì 650.000 đồng đó là giá cây này ha. Thì mình được kiểm tra hàng. Và bên em dùng một số điện thoại là 0939700449 ha. Quý cô chú anh chị nào đặt hàng thì vui lòng nhận hàng giúp shop nha. Thì vì hàng cây cảnh chứ không phải hàng quần áo mà đi đi về về ha cô chú bác anh chị. Có những khách mà khi gửi ra rồi thì nói là không đặt. Tại vì không đặt làm sao mà bên em có cái địa chỉ của mình để mà gửi ha. Rồi 33 là chiều cao cây. Thì cây bên em cũng đã báo sát giá rồi, rất là mềm rồi ha. Cây hiện tại đâm chồi sống khỏe. Đây là dòng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha. 16F. Cái này mình tiến thể tiến hành ghép tường vi hoặc là bằng lăng thái trực tiếp trên da được nha. Bầu em dâm mũ sống khỏe ha. 95 tổng bệ. Cây bao da nè, rất là mạnh luôn. Mặt trước mặt sau đều rất là duyên cây. 16F. Em giao lưu với giá là 800.000 đồng tận nơi. Hoa tím lá nhỏ, hoa của nó nở theo mùa là một mùa hè trong năm. Còn nếu mình ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái thì cây nó sẽ cho xuyên hoa hơn nha. Rồi cây mã số 17F nha. Chiều cao cây em báo ha, 38. Cây này nó có cái vết lũa hơi xấu cho nên tụi em sẽ báo giá là 500.000 đồng em ship đến tận nơi ha. Về cô chú bác anh chị mình chỉnh sửa lại. Rồi 80 là tổng bệ em đo. Bầu dâm mũ bằng tro như cô chú bác anh chị, cho nên khi vận chuyển đi á, thì trong quá trình vận chuyển nó có sọc sệt á, tro mà có đổ ra á, thì cô chú bác anh chị mình về ấm lại hoặc là ấm thêm giá thể cao cao giúp em ha. Cây rất là dễ sống. Rồi cây này giá 500 em ship đến tận nơi. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Cây mã số 18F. Cây này 600.
Chiều cao cây như thế này là 28. Hàng miền núi rừng khai thác cho nên cô chú anh bác anh chị mình về chỉnh sửa lại nha. Rồi, tổng bệ em đo là 80. Phải không ta? Em đo lại cái nha, sợ nó đúng rồi. Đây, chồi đâm mạnh khỏe hết trơn rồi. Và em bao sống thêm 2 tháng cho cô chú bác anh chị mình ha. Tại vì cái thời gian đó cũng đủ cái thời gian để mà cây nó sống khỏe như những cây bình thường rồi nha. Rồi 600 ngàn đồng em ship tận nơi. 18F. 19F. Cây này dáng quái ha cô chú bác anh chị. Chiều cao như thế này em đo là 30. Hiện tại cây nó có sự sống hết trơn rồi ha. Thì về tưới nước giữ ẩm lên cả những cái thân chi này giùm em luôn nha. Cây lũa khá là quái nha. Dáng mỏng manh. Em đo tổng bệ như thế này ha. 100. Đây, ở đây dưới đây là liền nhau. Cây đâm chồi. Giữ ẩm trên đây giúp em nha, có cái gì thì đậy lên giùm em luôn ha. Tại vì có những cái nó thiếu nước nó sẽ lâu đâm chồi nha. Rồi 19F. Em giao lưu với giá là 1 triệu đồng tận nơi. Cây mỏng manh ha cô chú bác anh chị. Rồi cây cuối cùng của em. Giá 1 triệu 2, 20F. Chiều cao cây như thế này em báo là 57. Miền núi rừng. Những cái chồi nào không cần thiết thì cô chú bác anh chị mình cứ ngắt bỏ để cây nó phô cái dáng ra nha. Rồi ở đây em đo như thế này là 90 ha. Bỏ cọng rễ ra ngoài ha. Hoa thì nở vào một mùa hè trong năm. Bên em bao sống 2 tháng ghép với tường vi hoặc bằng lăng thái thì cây sẽ xuyên hoa hơn chứ không theo mùa nha. Thì mình có thể ghép trực tiếp lên da hoặc là chồi ha. 1 triệu 2 bao phí tận nơi. Mà số 20F. Mở cuối clip của em ngày hôm nay thì em cũng rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị mình gần xa qua clip này ha. Clip em hay phát lúc 12 giờ trưa trên kênh LTK Bonsai nha. Thì mọi chi tiết thông qua số điện thoại của em là 0939700449 ha. Rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip. Và hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai nha.